Người đàn ông mang bộ móng tay siêu dài đi làm căn cước công dân và lời tâm sự của người vợ được cộng đồng mạng đồng tình. Bình thường, lấy vân tay khi làm thẻ căn cước công dân chỉ vài phút là xong. Nhưng đối với người đàn ông này lại là cả một vấn đề vì bộ móng tay dài quá sức tưởng tượng. Một tài khoản mạng xã hội tên DQT đã chia sẻ hình ảnh một người đàn ông đang đứng lấy vân tay làm thẻ căn cước công dân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đập vào mắt của người xem, không phải là bộ móng tay siêu dài của người đàn ông này. Theo bạn T chia sẻ, người này đã đứng suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng công cuộc lấy dấu vân tay vẫn còn dang dở. Bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thấy choáng ngợp kèm theo chút sợ hãi. Không hiểu vì sao lại có thể nuôi được bộ móng tay siêu dài thế này. Đáng chú ý, sau khi vợ của người đàn ông này chia sẻ về cuộc sống với chồng có bộ móng tay kỳ dị, nhiều người đã bày tỏ quan điểm đồng tình với bà. Người đàn ông được gọi là dị nhân vì sở hữu bộ móng đặc biệt này là Lưu Công Huyền, 63 tuổi. Ông và vợ đã kết hôn được gần 40 năm, hiện tại đang sống tại Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định. Chia sẻ với Dân Việt, vợ ông Huyền đã có những trải lòng về cuộc sống của mình sau ngần ấy năm sống cùng chồng. Bà cho biết mình đã rất vất vả vì bộ móng tay của chồng. Từ việc tắm giặt, mặc quần áo và vệ sinh cá nhân của ông đều một tay bà làm hết. Bà nói, nhiều lúc tôi phát cáu về móng tay của ông ấy, dài, vướng víu. Cởi quần áo ra còn dễ chứ mặc vào là khó nhất. Mỗi lần cũng phải mất 15 phút. Thậm chí tôi toàn phải mặc quần áo cho ông ấy đi làm từ tối hôm trước vì sáng dậy vội vàng, mặc không kịp. Mỗi lần mặc quần áo cho ông ấy nếu không vừa ý là cả hai vợ chồng lại cãi nhau. Do vậy, tôi cứ để khi nào ông ấy bảo thay thì làm cho vui vẻ. Chỉ có tôi phục vụ được ông ấy chứ không ai làm được. Cũng chính vì điều này nên suốt mùa đông, ông Huyền chỉ tắm một lần, thay quần áo một lần một tuần. Còn mùa hè thì khá hơn, cũng phải đến 2-3 ngày ông Huyền mới tắm. Theo vợ của ông, khi móng mới dài 10-20cm thì vệ sinh được. Nhưng từ mấy chục năm nay, chúng lại dài ngoằn ngoèo co quắp, dính đầy sơn, vữa nên không thể đánh sạch được. Cùng lắm chỉ có thể lau lòng bàn tay cho đỡ bẩn. Tuy vậy, bà vẫn rất tự hào về chồng của mình. Bà kể ông là một người chịu khó, dù tay vẫn bận nhưng vẫn kiếm tiền, nuôi các con ăn học và giúp đỡ mọi người. Đây có lẽ cũng là lý do mà bà sẵn sàng nhường nhịn, tôn trọng sở thích của chồng mình. Thậm chí, khi ông Huyền sợ móng gãy không ngủ chung, bà vẫn vui vẻ đồng ý. Ngay khi lời tâm sự của người vợ được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Trong đó, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã bày tỏ quan điểm khá rõ ràng của mình về câu chuyện này và nhận được sự đồng tình của mọi người. Anh cho biết, việc người đàn ông bắt vợ mình phải chịu đựng chỉ vì sở thích cá nhân là điều rất ích kỷ. Anh nói, chỉ vì một bộ móng tay, người đàn ông lại đặt lên vai người phụ nữ đời mình một gánh nặng như gánh thêm một đứa con mọn. Bộ móng tay ấy sẽ sinh ra nhiều hệ lụy khác cho gia đình của ông ấy, cho con cái ông ấy và dĩ nhiên nó sẽ là một ổ vi khuẩn không tốt cho sức khỏe của ông ấy và những người xung quanh. Cộng thêm với việc sẽ có rất nhiều người không muốn đến gần. Bên cạnh đó, anh Vũ cũng nhận định rằng hiện nay có rất nhiều người không phân biệt được sự khác biệt và dị biệt. Vì vậy, họ thường nhân danh sở thích cá nhân, nhưng thực tế là bắt những người xung quanh chịu đựng mình. Việc nuôi móng tay đối với ông Huyền vừa là sở thích lại vừa liên quan đến yếu tố tâm linh. Ông Huyền kể lại, cứ mỗi lần cắt móng tay hoặc chẳng may bị gãy thì ông đều bị ốm nặng, đi viện không tìm ra nguyên nhân. Vì thế, ông cho rằng việc để móng tay dài có liên quan trực tiếp đến sức khỏe bản thân, nên dù vướng víu khó chịu thế nào cũng không dám cắt bỏ. Ông vẫn luôn giữ gìn bộ móng này hàng chục năm qua như chính sinh mạng của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!